Vâng, đây rồi thưa quý vị, sau khi mà chỉnh sửa phí hao tổn và cân bằng các sao biên xong thì tại mục current này phí hao tổn đã trở về 0. Có nghĩa là viên pin này sẽ không còn ăn nguồn nữa. Và như quý vị đã thấy, điện áp của 4 sao pin này đang rất là đều nhau. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì ở video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là sẽ có nhiều anh em quan tâm. Thì ở trên màn hình của quý vị đó chính là một viên pin HP. Viên pin này thì sử dụng 4 sao pin 18650 và tôi đã thay 4 sao pin LG MH1 có dung lượng là 3000 vào. Và đồng thời tôi cũng vừa mới chạy phần mềm xong. Thì viên pin này sau khi mà thay cell mới, chạy phần mềm reset xong thì nó có 3 vấn đề mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị 3 vấn đề này. Và tôi nghĩ rằng là quý vị sẽ gặp phải rất là nhiều. Thì vấn đề thứ nhất mà tôi muốn nói đến đó chính là mặc dù đã thay cell pin mới và đã chạy phần mềm reset xong nhưng sức khỏe của viên pin chỉ có 92%. Thì quý vị có thể nhìn thấy viên pin này sử dụng chip BQ30Z55. Thì với những dòng pin mà sử dụng chip BQ30Z và BQ40Z thì sau khi chạy phần mềm xong, sức khỏe của viên pin rất hiếm khi mà được 100%. Và với dòng chip BQ30Z và BQ40Z thì nó sẽ căn cứ vào tình trạng của viên pin và một số các cái thông số khác để nó định sức khỏe cho viên pin, chứ chúng ta không thể nhập được. Và vấn đề thứ hai mà tôi muốn nói đến thì quý vị để ý cái mục current này, nó đang có giá trị là -21, -22 mA. Và với một viên pin mà đã được đóng mới mà chạy phần mềm thì cái giá trị này nó phải bằng 0 thì nó mới chuẩn. Và nếu như mà nó là -21 hay là -10 thì có nghĩa rằng là viên pin này đang bị ăn dòng. Ăn dòng có nghĩa là ngay cả khi quý vị không sử dụng viên pin, không bật máy lên thì quý vị để khoảng 1-2 tuần thì viên pin này tự nó sẽ kiệt pin, vì nó luôn luôn xả với một cái dòng xả là 22mA. Thì bây giờ tôi sẽ bật cái máy xả lên thì quý vị sẽ nhìn thấy là nó đang có là -1018mA, có nghĩa rằng là hơn 1A đấy. Nhưng mà khi mà tôi tắt cái máy xả đi thì nó phải về 0 thì viên pin này mới chuẩn. Thì cái phần này tôi thường hay gọi là phí hao tổn, và khi mà sửa cái phần này về 0 thì tôi gọi là sửa phí hao tổn. Và lát nữa thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị cách để sửa cái giá trị này về 0. Và vấn đề thứ ba mà tôi muốn nói đến ở trong video ngày hôm nay đó chính là điện áp của 4 cell pin này không đều nhau. Thì thông thường như quý vị thấy, sau khi mà thay cell mới xong, chạy phần mềm xong thì điện áp của những cell pin này rất là đều nhau. Thì ở đây quý vị có thể nhìn thấy rằng là điện áp của cell số 4 đang là 3603, tương đương với lại là 3,60V, và điện áp của cell số 3 đang là 3676, tương đương với lại 36,7V. Thì điện áp của cell số 3 và cell số 4 đang lệch nhau là 74 đơn vị. Và nếu như so sánh điện áp của cả 4 cell pin này thì nó lệch nhau khá là nhiều. Mặc dù là 4 cell pin này trước khi đóng vào khối tôi đã cân bằng rất là đều nhau rồi và tôi đã chạy phần mềm xong, nhưng mà sau khi chạy phần mềm xong thì nó vẫn bị lệch. Thông thường thì sau khi thay cell pin mới và chạy phần mềm xong thì tôi sẽ cân bằng điện áp cho các cell pin ở trên phần mềm, và đồng thời là tôi cũng chỉnh sửa phí hao tổn này trở về 0 luôn. Và viên pin này thì sau khi mà chạy phần mềm xong thì tôi đã không cân bằng cell và không sửa phí hao tổn, để cho quý vị thấy rằng là nếu như mà một viên pin sau khi mà thay cell mới và chạy phần mềm reset xong thì chưa đủ, mà chúng ta cần phải cân bằng cell pin và chỉnh sửa phí hao tổn về 0 thì viên pin này nó mới ngon và mới sử dụng được lâu dài. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị cách để cân bằng cho 4 cell pin này và chỉnh sửa phí hao tổn về 0. Thì trước tiên là tôi sẽ lại vào cái phần mềm menu BQ30Z55. Thì tại đây quý vị có thể nhìn thấy rằng là tại cái phần data flash này, cái phần thông tin này thì tôi đã chỉnh sửa rất là đều rồi. Dung lượng là 2950. Tại phần này cũng vậy, dung lượng là 2950. Và tôi cũng chỉnh sửa luôn cái ngày là ngày hôm nay luôn, ngày 21 tháng 8 năm 2023. Trước khi mà chỉnh sửa phí hao tổn và cân bằng cho các cell pin thì tôi sẽ vào phần hóa chất để tôi cập nhật hóa chất cho viên pin này. Với mã hóa chất 2125 thì đây là viên pin LG 18650 có dung lượng là 3000 mAh. Thì tôi kích vào nút này để tôi cập nhật hóa chất. Sau khi cập nhật hóa chất xong
Thì tôi vào menu này để tôi chỉnh sửa phí hao tổn và cân bằng cho viên pin. Thì tôi chuyển sang mục current trước. Tại Maxu Current thì quý vị nhìn thấy rằng là nó đang có giá trị là âm 22mA. Thì đây là phí hao tổn mà sau khi chạy phần mềm xong đa số các viên pin thường có. Thì tôi sẽ kích vào cái nút này. Và ở bên cạnh cái nút này thì nó có một dòng chữ cảnh báo màu vàng. Ở đây dịch ra là nó báo là chúng ta phải ngắt cái nguồn kết nối bên ngoài vào viên pin. Thì tôi đã tắt nguồn kết nối bên ngoài rồi. Thì tôi kích vào nút này để tôi chỉnh sửa phí hao tổn. Đây, dấu tích đỏ như này là thành công. Thì đồng thời ở phần phía dưới này, phí hao tổn đã trở về 0, có nghĩa là viên pin này sẽ không còn ăn nguồn nữa. Thì tôi tiếp tục kích vào cái nút phía dưới. Thì nó tích dấu đỏ này thì cũng là thành công rồi. Thì bây giờ tôi sẽ chuyển sang bên này để tôi cân bằng cho 4 cell pin. Thì quý vị thấy rằng là ở đây số vôn của viên pin thứ nhất đang là 3628. Thì tôi bật cái bảng này lên. Tôi nhập vào đây là 3628. Và tôi copy cái phần này, tôi dán sang bên này. Phía dưới cũng vậy. Cell số 2 thì nó sẽ nhân đôi lên. Cell số 3 thì nó cũng sẽ nhân 3 lên. Cell số 4 cũng tương đương như vậy. Và ở đây là cái tổng số vôn của viên pin. Thì tôi cũng ghi là 14,5V. Tích vào đây một cái. Tôi tích vào hai dòng dưới để cập nhật nhiệt độ cho viên pin luôn. Tôi cập nhật là 25 độ nhé. Và tiếp theo thì tôi kích vào nút này để cân bằng cho các cell pin. Đây rồi, nó tích đỏ như thế này là thành công rồi. Thì bây giờ tôi lại chuyển sang mục current. Tôi chọn dòng xả là âm 1000mA. Và tôi kích vào máy xả. Thì quý vị thấy rằng là cái phần mà ô dưới này nó có giá trị là âm 997. Thì bây giờ tôi kích vào cái nút này để tôi cập nhật cái dòng xả. Đây rồi, nó có giá trị là 1000 đây rồi. Như vậy là đã cập nhật thành công. Sau khi sửa phí hao tổn và cân bằng cell pin xong thì tôi sẽ nhập lệnh lưu thông tin và đồng thời là khóa viên pin này lại. Bây giờ tôi sẽ mở cái phần mềm test lên để tôi kiểm tra xem là viên pin này báo như thế nào. Vâng, đây rồi thưa quý vị, sau khi mà chỉnh sửa phí hao tổn và cân bằng các cell pin xong thì tại mục current này phí hao tổn đã trở về 0, có nghĩa là viên pin này sẽ không còn ăn nguồn nữa. Và như quý vị đã thấy, điện áp của 4 cell pin này đang rất là đều nhau. Đây, quý vị có thể xem là điện áp của 4 cell pin này đều là 3625 và 3626. Và ở đây thì tôi cũng xin nói luôn là tất cả những cái viên pin mà sau khi mà tôi làm xong thì tôi đều cân bằng cho tất cả các cell pin và chỉnh sửa phí hao tổn về 0 để cho đảm bảo cho cái việc là viên pin này nó sẽ chạy ổn định và bền bỉ. Vâng, và còn một điểm nữa mà tôi mong là quý vị hết sức lưu ý này. Trước khi mà đóng cell pin vào cái khối pin ấy thì quý vị hãy nhớ là phải cân bằng các cell pin trước. Nếu như mà quý vị chưa cân bằng cell pin từ trước đó mà sau khi đóng vào đây quý vị dùng phần mềm mà cân bằng giống như tôi làm thì nó cũng không được nhá. Như vậy có nghĩa rằng là chúng ta phải cân bằng cell hai lần. Một lần là trước khi đóng vào khối để lắp vào mạch thì chúng ta phải cân bằng đều 4 cell pin này trước. Sau khi mà lắp vào chạy phần mềm xong thì chúng ta phải cân bằng phần mềm lại một lần nữa thì nó mới đều được như thế này nhá. Còn nếu như mà anh em mà không cân bằng cell từ trước mà lắp vào mà cân bằng bằng phần mềm thì nó cũng không được đều như thế này đâu. Và video ngày hôm nay thì tôi chỉ đặc biệt chia sẻ với quý vị 3 phần quan trọng. Đó chính là với dòng chip BQ30Z và BQ40Z thì chúng ta không thể chỉnh sửa cái sức khỏe này về 100%. Và vấn đề thứ hai đó chính là chia sẻ với quý vị cách để chỉnh sửa cái phí hao tổn này về 0 để cho viên pin không còn bị hao điện ngay cả khi chúng ta không sử dụng nữa. Và vấn đề thứ ba đó chính là chia sẻ với quý vị cách cân bằng cho các cell pin này. Và thông qua video ngày hôm nay tôi cũng chứng minh luôn cho quý vị và các bạn thấy một vấn đề, đó chính là ngay cả khi mà chúng ta thay cell mới, chạy phần mềm về gốc cho viên pin thì viên pin này vẫn bị lệch áp và vẫn bị ăn nguồn. Thì với một viên pin sau khi mà thay cell mới, chạy phần mềm về zin thì chúng ta phải cân bằng điện áp cho các cell pin và chạy phí hao tổn này về 0 thì lúc đấy viên pin của chúng ta nó mới ổn định, bền và chạy được thời gian lâu.
Thì video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của tôi. Và quý vị nào mà có pin laptop bị hư, bị hỏng, bị phồng hay là thời gian sử dụng ngắn thì quý vị hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0969 988 500. Đây cũng là số điện thoại mà tôi sử dụng Zalo. Thì tôi sẽ tư vấn thay cell pin mới và chạy phần mềm cho quý vị. Nếu như quý vị nào mà ở xa thì quý vị có thể gửi pin cho tôi qua đường bưu điện. Sau khi mà tôi làm xong thì tôi sẽ gửi lại cho quý vị. Và quý vị nào mà xem video thấy hay mà chưa đăng ký kênh thì quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để xem những video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Tạm biệt quý vị.